Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ mọi người một cách làm một cái đèn ngủ từ tắt mở một cách đơn giản và dễ hiểu. Theo như mình thì mình là người không có học điện tử nên mình vẽ cách mạch nghĩ là mình đơn giản nhất bạn dễ hiểu ha. Thì đây là những linh kiện mà gồm có cần thiết khi mà bạn làm một cái mắt này, đó là sơi con vị sơi 1815, con led con trở 10k, một quang trở và nguồn nó là 9-12V. Thì cái con led này thì các bạn thích cái màu nào thì các bạn tự mình chọn màu đó ha. Còn đây là cái sơ đồ mình vẽ, đây là cái con sơi 1815. Mình sẽ tính nó là mình không có nói theo thực tử theo cái ngành điện tử, nói theo bình thường thì dễ hiểu đấy ha. Và mình cũng tính là chân số từ bên trái mình đọc từ bên trái qua ha, là chân số 1 ở giữa là chân số 2 và ở phía bên chân phía bên phải là chân số 3. Thì mình sẽ lấy tập nguồn từ chân dương đó, tập nguồn đến chân giữa chân số 2. Từ chân số 2 thì mình sẽ cầu không trở 10k từ chân số 2 nối với chân số 3. Rồi cái chân số 1 á mình sẽ nối lần chương của con led vô chân số 1 của con sơi 1815 này ha. Đây, chân đây chân dương nha. Còn chân âm thì bạn nói qua một chân, nói chung với con trở. Và ngay chỗ cái điểm nối giữa con led và con trở này, quang trở này thì các bạn sẽ nói là nguồn âm vô. Nguồn âm mới nói giữa hai chân này. Và nguồn và con một chân của con trở, quang trở các bạn sẽ nói với cái chân số 3 của con sơi 1815. Và bạn nhớ là cái nguồn của nó là cái nguồn 9-12V. Còn đồng nó thôi. Đây mình đã làm sẵn cho bạn một cái mạch. Sẵn một cái mạch. Mình này mình hàng là cái này tự làm nên nó không có, nó hơi khó nhìn tí nha. Bạn ráng nhìn tí. Này mờ quá, điện thoại của bạn quay mờ luôn. Đây, một chân âm mình nói vào giữa con trở với cái đèn led. Còn đây là nguồn dương của đèn led, mình nói vào chân số 1. Đèn nó sát quá. Đây, bạn nhìn nhé, đây là cái mặt khuyết của con sơ 1815 nha, là chân số 1 này. Đây chân số 2 ở giữa. Chân số 2 số giữa là mình sẽ nói nguồn dương nè, nói gì đó nguồn dương nè, và một chân của con trở 10k. Nó hơi khó nhìn nhưng mà chịu khó nhìn nha. Đó, cái đầu của con trở 10k nè, thấy không? Đây trở 10k. Và cái đuôi của con trở 10k này nó mình sẽ nói vô một chân âm. Nhớ vô một cái chân nữa của con quang trở. Đây là người mà mình cũng xin nói về một cái nè, mình đang xài cái nguồn của đầu đĩa DVD. Thì cái đầu đĩa này mình lấy ra là nó có 4 chân đó. Đầu chân cộng 5 nè, chân G mát chung và chân trừ 9, chân cộng 9. Thì khi các bạn cắm cái chân G mát chung này với cái chân cộng 9 thì nó sẽ ra 9V. Và nếu mà các bạn cộng lấy cái chân mát mà vô trừ 9 á thì nó sẽ ra được gần 18V. Còn nếu mà chân dương mà cộng 5 á, còn chân còn dây dương mà các bạn cắm vô cộng 5, dây âm các bạn cắm vô trừ 9 thì nó sẽ ra được là 7V. Giờ mình sẽ đang ở đây đang câu được 9V rồi ha. Giờ mình thử cho các bạn coi. Này cũng sáng quá, đèn led. Giờ mình đẩy lại. Đây lộn đó không, mình vào thấy nha, chia lại đó nó sẽ sáng không đó. Mình xin chia sẻ với các bạn cho bạn tại mình để các bạn nhìn lại cái mặt mình đang cứu.
hình này mình nghĩ là nó dễ hiểu nhất, tại vì mình không học điện tử nên mình vẽ theo cái mà mình thấy mình nó dễ hiểu nhất thôi. À, xin cảm ơn các bạn nha.